hát chị tôi nha. Một bài hát mới, mới ra lò. Mời tứ muội Kim Quản Trị Viên Võ Phụng lên sân khấu. Bạn Hồng Nguyễn ơi, cho mình xin YouTube lại đi bạn ơi. Chị tôi ngày mai đây gia biệt mẹ cha chỉ theo chồng về lấy xứ làng để lại nơi đây người em gái ngây thơ bé bồng bềnh má gia đình. Rất vui chào đón ca sĩ Thanh Nhã. Oh,
tuyệt vời.